Cho hoàn cho mình các bạn đã quay lại cái kênh của mình. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn nối các bảng ở trong cơ sở dữ liệu của cái web bán hàng MVC của mình đã hướng dẫn các bạn ha. Rồi mình vào bài ha. Rồi ở đây mình vào bộ thiết kế nè. Đó ha, các bạn sẽ thấy nè cái logo của những cái đường link nè. Rồi mở một cái tab mới cho mình. Ở đây thì mặc định những cái bảng nó chưa có nối khóa ngoại khóa chính gì hết ha. Rồi đây là cái website của mình hướng dẫn các bạn nè. Đó. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái admin đi. Bây giờ mình sẽ vào cái admin ha. Ở đây mình sử dụng là username với một cái nữa là bát của mình là 1.3.4.6.7.9 ha. Các bạn sử dụng bát của các bạn ha. Login vào. Rồi. Thì ở đây thêm slider và tất cả slider nè. Thì slider thì nó sẽ không có cái cột nào nối với nó hết ha. Nhưng mà cái danh mục sản phẩm là thương hiệu thì mình sẽ có sản phẩm, bởi vì sao? Các bạn click vào thêm sản phẩm nè. Thì đây nó sẽ có một sản phẩm thì nó sẽ thuộc gì? Thuộc một danh mục hoặc nhiều danh mục, cũng như là thương hiệu, thuộc một danh thương hiệu hoặc là nhiều thương hiệu. Đó. Thì đây, hai đây là khóa gì? Khóa ngoại ha. Khóa ngoại của cái thằng sản phẩm ha. Có nghĩa là khóa ngoại đúng không? Khóa ngoại của thằng sản phẩm. Rồi bây giờ các bạn nói như sau. Bây giờ các bạn xuống thằng drop cho mình. Các bạn vào cái cấu trúc nè, mình cần là cấu trúc của cái bảng ha, cấu trúc của cái từng cái cột. Rồi bây giờ các bạn vào đây nè, get id nè, rồi brand id nè, các bạn tích vào hai cái này nè. Sau đó các bạn nhấn chỉ mục ha. Thì cái bạn nhấn chỉ mục thì nó sẽ tạo ra hai cái khóa bạc, thì người ta gọi là khóa ngoại của cái thằng khóa chính ha. Thì hai cái khóa này get id brand id là hai cái khóa ngoại của thằng khóa chính là brand và gì, cái query, ok ha. Rồi thì ở đây các bạn sẽ chỉnh cho mình là bây giờ các bạn sẽ thay đổi cái này ha, thay đổi thành gì các bạn, thành cái thuộc tính là inside ha, inside. Rồi tiếp theo các bạn thay đổi cái này là thuộc tính là inside luôn ha. Rồi đó, rồi sau đó các bạn vào cho mình cái khóa chính là cái query nè. Đầu tiên cái query nè, cũng coi cấu trúc của nó luôn. Ở đây các bạn đổi cái ID này thành gì, inside ha. Rồi tiếp tục là brand, các bạn cũng đổi cấu trúc cho mình thành cái này là inside luôn, okay, ha. Rồi sau đó là bắt đầu mình nối ha, sau đó các bạn qua lại cái tab mới nè ha. Đó là lý do mình sẽ kêu các bạn mở hai tab rồi các bạn refresh lại, hoặc là các bạn có thể là refresh các bạn click vào ấn bảng nè, các bạn có thể refresh bằng tải lại bằng cái này ha. Đó rồi ấn hiện bảng. Bây giờ mình chỉ cho ấn hiện là ba bảng thôi ha, có nghĩa là bạn grab nè, cái query cho nó dễ nhìn các bạn, rồi sau đó bạn brand ha. Nói cái này nó hơi rườm rà tí xíu. Rồi bây giờ mình lựa chọn khóa chính trước, sau đó click vào khóa ngoại on delete on update ha. Ở đây cách ghép có nghĩa là delete danh mục thì sản phẩm nó cũng mất luôn, còn update thì các bạn có thể là chọn ha, có thể là chọn mà các bạn có set new option cũng được ha. Ở đây mình đã là option rồi, sau đó mình nhấn tốt. Rồi thì hai cái bạn đó đã nối nhau rồi các bạn. Thì để mà coi nối được á thì các bạn vào cái bảng này nè, hai cái bảng này các bạn sẽ chọn cho mình là toggle relationship lines, có nghĩa là gì, bật cái gì mối quan hệ của đường cái đường link đó ha, cái đường line đó ha. Rồi click vào ở đây mình grab nè, hồi nãy là mình nói bạn cái query đúng không, hiện tại chưa thấy đường line ha. Rồi bây giờ mình nối tiếp bảng đi, mình refresh lại xem có đường line chưa ha. Đây nó có đường like nè các bạn ha, đường like. Rồi cái query rồi, bây giờ các bạn tiếp tục là cái grab với brand ha, grab với brand. Rồi hai bạn này thôi, cứ mỗi lần mình nói á nó sẽ gì cái này cách kết ha. Rồi sau đó là nó action, nó cứ reset lại nè, cũng hơi bất tiện chút xíu nhưng hơi chạy đi ha. Rồi sau đó các bạn sẽ xem tiếp là thằng slider compare, mình sẽ xem tiếp ha. Ở đây cái thằng
giỏ hàng. Nó có gì? Nó có product ID, đúng không? Nó có product ID. Rồi các bạn vào cấu trúc nè. Ở trong cái phần giỏ hàng nè, các bạn product ID ha, là khóa phụ ha. Mỗi cái sản phẩm nó nằm trong một cái giỏ hàng ha, nó đều có product ID. Thì đây các bạn có chỉ một, rồi sau đó thay đổi lại thành là insight, thuộc tính insight ha. Rồi sau đó là các bạn vào cái product ID nè, các bạn xem nè, cái này là mình set insight cho product ID rồi ha. À chưa nè, product ID nè, các bạn thay đổi nè thành thuộc tính là insight rồi. Rồi sau đó là mình tiếp tục ở chết một, cái này mình click vào đây ha, qua bộ thiết kế. Rồi ở đây mình tiếp tục nối tiếp là thằng card giỏ hàng với thằng product, đúng không? Rồi relationship khóa chính trước, sau đó chọn khóa ngoại là thằng này. Rồi on khách cát luôn ha, có nghĩa là delete giỏ hàng, delete sản phẩm thì giỏ hàng cũng mất cái product ID mà người dùng đã đặt hàng ha. Rồi này là set no action. Rồi nói rồi các bạn, nó chạy gì là nói rồi đó. Rồi tiếp tục order đi ha, order thì các bạn sẽ thấy nè, trong order nó sẽ có gì, customer ID và product ID ha, là hai khóa ngoại ha. Đó trong cái đơn hàng các bạn thì có sẽ có sản phẩm, được ID của sản phẩm và cái ID của khách hàng đã đặt ha. Thì hai cái này các bạn tích vào, sau đó chọn chỉ một, rồi sau đó tích vào hai cái này, thay đổi ha, thay đổi cái này thành insight hết ha. Rồi sau khi các bạn thay đổi thành insight hết rồi thì các bạn vào cái customer ID nè, cái product ID mình đổi insight rồi ha, customer ID tiếp tục tới customer ID. Có chút các bạn sẽ coi ha, thay đổi ở đây mình để là insight rồi, sau đó các bạn qua đây lại các bạn refresh lại. Rồi bây giờ mình sẽ cần ba bảng, đúng không? Bảng order, sau đó bảng customer và bảng product. Nói hai bảng này trước đi ha. Rồi bây giờ là nó sẽ có order, nó có customer đi nè, chọn đi trước nè, sau đó customer đi. Rồi no action ha. Rồi tiếp tục là mình sẽ chọn hai bảng nữa là order và product, đúng không? Bảng order nó có hai cái khóa ngoại. Rồi chọn khóa chính, sau đó chọn khóa ngoại, ok cái tốt rồi, ok nó nói rồi ha. Rồi bắt đầu mình bây giờ mình sẽ tìm một cái bảng khác nữa, các bạn cứ dò vậy thôi ha. Customer ID nè, nó không có khóa ngoại đâu, nó không có khóa ngoại ha. Rồi compare nó có khóa ngoại gì, ở đây compare là so sánh sản phẩm, nó sẽ có khóa ngoại là so sánh sản phẩm gì là product ID và gì, và customer ID có nghĩa là so sánh của gì, của người dùng đó ha. Rồi chỉ một, sau đó là tích vào, thì các bạn cứ nói vậy thôi ha. Đó các bạn cứ nói vậy thôi, nó cũng đơn giản lắm. Rồi cái customer với product là mình khóa chính của mình là anh sao thịt hết rồi ha. Rồi mình phải lít lại nữa nè, và bộ thiết kế ha, có lẽ mình phải làm bên đây lắm. Rồi sau đó là mình sẽ cho là customer với compare ha, hai cái này trước. Rồi customer ID cắt kết no action. Rồi tiếp tục tới thằng product, đúng không? Product với compare. Rồi customer ID còn khóa số chính trước chứ. Mình sẽ chọn khóa chính trước. Chính trước sau đó khóa ngoại. Rồi tốt luôn. Rồi đó, nó nói bảng hết rồi các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ coi ha, mình sẽ dò order product lại rồi ha. Quick list là sản phẩm yêu thích nè, thì nó sẽ có customer ID và product ID nè. Rồi chỉ một luôn, sau đó đổi hai thằng lại thằng insight. Rồi ghi lại ha. Rồi hai cái thằng này cũng có luôn rồi, bây giờ mình chỉ refresh này lại thôi cho customer wishlist ha. Rồi nổi tiếp new action print, print key.
Nếu mà các bạn nối mà hiện tại nó bị lỗi á ha, nếu mà các bạn nối hiện tại bị lỗi á, thì mình sẽ xóa hết dữ liệu trong cái bảng wishlist đi ha, là xóa hết dữ liệu trong cái bảng đó đi, tại vì mình đã thêm dữ liệu rồi, cho nên là khi mình nối nó sẽ nhiều khi nó sẽ bị lỗi ha. Đó đó là cái kinh nghiệm của mình rồi. Wishlist với ID rồi, chọn nó ID nè. Cái này các bạn cũng có thể là không cần set, cái này cũng được ha. Nó có tính ràng buộc cho nên là các bạn phải set ha, nếu mà các bạn muốn có tính ràng buộc, còn thôi thì các bạn cứ nối bảng cho vui vậy thôi, còn nó không có tính ràng buộc với nhau gì hết ha. Ví dụ vậy, wishlist với custom ID đây. Rồi các bạn nối khi cái xóa dữ liệu rồi ha, bây giờ các bạn nối bình thường. Khóa chính trước, khóa chính, khóa chính trước, xin lỗi tên khóa phụ nè. Rồi đó, nó chạy liền nha các bạn. Rồi thì bây giờ tiếp tục cái bảng warehouse. Warehouse có ID sản phẩm nè, cái này kho ha, cái này là số lượng sản phẩm có trong kho ha, thì phải cũng tương tự này, mình sẽ xóa đi. Rồi ở đây mình sẽ để là ID sản phẩm, hai nó có ID sản phẩm thôi, chỉ một. À, cái này là mình sẽ để nó rất là nữa nè ha, có lẽ là mình đang quên mục tiêu rồi, cho warehouse ra. Rồi sau đó các bạn đi, rồi cứ thế mà các bạn nói thôi ha. Rồi ai đi sản phẩm ha, cắt kết no action. Rồi ok, thì đây nó đã nối xong rồi các bạn ha, các bạn có thể là kéo ra để mình xem ha, xem bạn đã nối ha. Thì các bạn cứ tìm cái bảng nào nó có khóa ngoại thì các bạn nối với cái khóa chính của cái bảng khác ha. Đó, ví dụ nó có khóa ngoại của cái bảng nào thì các bạn chọn cái bảng đó rồi các bạn cứ nối bình thường ha. Đó.